Trương Mỹ Nhân xác nhận có con gái 2 tuổi, bạn thân hé lộ góc khuất nghe mà xót xa. Thông tin Trương Mỹ Nhân từng rơi vào trầm cảm trong thời gian mang thai gây xót xa cho khán giả. Theo lời Trình Mỹ Duyên, bạn thân thiết của cô như rơi vào trầm cảm trong giai đoạn mang thai vì lo nghĩ quá nhiều. Chiều hôm qua 31 tháng 7, Trương Mỹ Nhân bất ngờ công khai có con đầu lòng. Trong dịp sinh nhật 2 tuổi của bé, nàng Á hậu cho biết đây là thời điểm thích hợp để cô công khai nhóc tì với mọi người. Ngay khi thấy Mỹ Nhân can đảm chia sẻ hình ảnh về con gái Bona, Trình Mỹ Duyên cũng đã có đôi lời nhắn nhủ hết sức ngọt ngào đến cô bạn thân của mình. Điều đáng chú ý, Trình Mỹ Duyên cho biết cô bạn thân của mình từng có khoảng thời gian bị vấn đề về tâm lý, rơi vào trầm cảm khi phải tự mình lo lắng mọi thứ để con gái được sinh ra trong điều kiện tốt nhất. Theo đó, Trình Mỹ Duyên chia sẻ trên Facebook, vẫn còn nhớ cái ngày mày nhắn tin cho tao báo là có em bé, lúc đó tao cứ nghĩ mày nói xạo, vì trước kia mày đã từng tâm sự rằng khó có em bé được. Lúc đó tao thương mày lắm, sự nghiệp mọi thứ đang bắt đầu phát triển, kinh tế cũng chưa thật sự vững, nhiều thứ phải lo nghĩ và giờ phải chuẩn bị mọi thứ để có thể chào đón em bé chào đời. Khoảng thời gian mang thai, tâm lý của mày như rơi vào trầm cảm, phải lo lắng và suy nghĩ đủ thứ, vì mày sợ khi Bona chào đời, mày sẽ không lo cho Bona một cuộc sống tốt được. Chưa hết, bản thân Á hậu Trương Mỹ Nhân còn tiết lộ bé Bona được sinh ra đời trong trạng thái sinh non. Ngày Bona sinh non, nhưng trời thương lúc sinh Bona vẫn bụ bẫm và khỏe mạnh. Người đẹp Trình Mỹ Duyên cũng không quên gửi gắm những lời chúc tốt đẹp đến hai mẹ con Trương Mỹ Nhân. Hôm nay thấy mày quyết định thông báo với mọi người điều này, thì tao tin rằng mày đang rất tự hào khi có một thiên thần nhỏ tới bên mày. Chỉ mong rằng cuộc sống của mày và Bona sẽ luôn bình an, hạnh phúc và mọi thứ sẽ thật an nhiên. Chúc con gái Bona tuổi mới màu ăn chóng lớn, chăm ngoan học giỏi, thương yêu và nghe lời mẹ. Thương hai mẹ con nhiều. Ngay khi dòng trạng thái được chia sẻ, nhiều khán giả không khỏi bất ngờ và dành nhiều lời khen ngợi cho sự mạnh mẽ của Trương Mỹ Nhân và bé Bona. Bởi trước đây, Trương Mỹ Nhân từng mắc phải căn bệnh đa nang buồng trứng và có khả năng dẫn đến vô sinh. Ngoài ra, cô nàng còn bị hở van tim hai lá từ nhỏ, nên sức khỏe không được đảm bảo và việc mang thai sinh con là điều quá xa vời với nữ diễn viên. Thế nhưng, sự xuất hiện của Bona là niềm hạnh phúc lớn lao đối với cô. Về phía Trương Mỹ Nhân, Á hậu 1 Hoa hậu siêu quốc gia Việt Nam 2018 cho biết cô chưa bao giờ hối hận. Khi có con, dù sự nghiệp có thể rơi vài nhịp, nhưng cô vẫn thầm cảm ơn vì quyết định mạnh mẽ của mình. Nếu ngày đó mẹ không đủ mạnh mẽ thì thiên thần nhỏ của mẹ đã chẳng được nhìn thấy ánh mặt trời. Nếu ngày đó mẹ chọn sự nghiệp, mẹ sẽ không bao giờ biết được nụ cười của con ấm áp rạng rỡ đến chừng nào. Nếu ngày đó mẹ chọn sự nghiệp, có thể mẹ sẽ bước nhanh hơn một chút, nhưng chắc chắn rằng cả đời này mẹ sẽ ân hận hối tiếc lắm. Trương Mỹ Nhân viết. Cô cũng thừa nhận đôi lúc bản thân vẫn còn vụng về lúng túng và chưa làm được một người mẹ tốt, nhưng sẽ cố gắng nhiều hơn. Nữ diễn viên Vu Bánh Mì bày tỏ, con gái giúp cô thấy mình sống có mục đích và trách nhiệm hơn. Khi chúng tôi liên hệ, Trương Mỹ Nhân cho biết đây là thông tin được công khai và không chia sẻ thêm về vấn đề này. Bên dưới phần bình luận, người đẹp nhận được nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ. Hoa hậu Ngọc Châu có nhắn nhủ, chúc mừng sinh nhật Bona, mau ăn chóng lớn nè, chúc hai mẹ con luôn vui vẻ và hạnh phúc. Nghệ sĩ ưu tú Trịnh Kim Chi bày tỏ, yêu quá cô Chi chúc mừng sinh nhật con gái cưng nha. Chúc con gái sinh nhật vui vẻ, mau ăn chóng lớn và khỏe mạnh nha con. Hai mẹ con dễ thương quá. Diễn viên Kali để lại bình luận. Nam thư viết, chúc mừng sinh nhật con gái, thương hai mẹ con nhiều nhiều. Đáng chú ý, danh tính bố đứa bé cũng được khán giả quan tâm. Hiện tại, cả Trương Mỹ Nhân và Phí Ngọc Hưng vẫn giữ im lặng về thông tin này. Hy vọng cả hai sớm chia sẻ cụ thể hơn và cùng nhau chăm sóc tốt bé Bona.